Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh thi hành quyết định tạm giữ hình sự và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mai Xuân Hữu, sinh năm 1984, trú tại huyện Phú Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã giả danh nhà báo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, đối tượng trước đây là một cộng tác viên của một số tờ báo. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, không còn làm hay cộng tác trong một cơ quan báo chí nào. Hữu đã chụp ảnh về các xe ô tô vận tải của nhiều doanh nghiệp, đưa thông tin không đúng sự thật về bản thân, có mối quan hệ với nhiều cơ quan chức năng và có khả năng can thiệp để các phương tiện thuận tiện lưu thông. Nhiều đơn vị đã đưa tiền cho Hữu. Gần nhất, đối tượng tự xưng là phó tổng biên tập báo Môi trường Cuộc sống, đưa thông tin sai phạm của phương tiện vận tải của một doanh nghiệp. Do sự ảnh hưởng, doanh nghiệp trên đã làm việc và đưa cho Hữu 5 triệu đồng để bỏ qua sai phạm. Sau đó, lợi dụng sự tin tưởng của doanh nghiệp, từ cuối tháng 12 năm ngoái đến nay, Mai Xuân Hữu đã nhiều lần điện thoại yêu cầu doanh nghiệp này đưa tiền và trả tiền thuê xe ô tô nhiều ngày phục vụ đi lại cá nhân. Tổng số tiền mà Mai Xuân Hữu chiếm đoạt tài sản trên 100 triệu đồng. Trước đó, Hữu đã bị xử lý về tội sử dụng giấy tờ giả, không có giấy tờ khi xưng là nhà báo vào năm 2014.